tại thành phố Cần Thơ, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ, tổ chức hội thảo với chủ đề Giải pháp về nguồn nước dùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện Việt Nam Xanh của Báo Tuổi Trẻ vừa được phát động vào ngày 20 tháng 4 vừa qua. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, tỉnh Cà Mau cùng hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và đại diện các sở ngành, các chi cục chuyên môn, hợp tác xã, nông dân tại Đồng bằng sông Cửu Long. Trọng tâm của hội thảo là nhằm thúc đẩy tìm giải pháp, đề xuất cơ chế chính sách quản lý sử dụng nguồn nước hợp lý, hướng tới phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó lan tỏa truyền thông giúp các địa phương, người dân, doanh nghiệp có thông tin đầy đủ hơn về tình hình hạn mặn, thiếu nước trong sản xuất sinh từ đó có những hành động thiết thực từ việc sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả đảm bảo nhu cầu sinh hoạt sản xuất trước diễn biến cực đoan của thời tiết hiện nay thông qua hội thảo các chuyên gia cũng đã làm rõ hơn về những vấn đề liên quan đến các giải pháp dài hạn lộ trình và bước đi phù hợp trong việc ứng phó với hạn mặn tại đồng bằng sông cửu long